Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu vào một buổi chiều ngày chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thì tại quảng trường Hùng Vương đã có những cái trang trí đón chào năm mới Giáp Thìn 2024 chứ. Xin lỗi quý cô chú anh chị và các bạn, là năm 24 năm Giáp Thìn. Thì em xin làm một video clip chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn gần xa xem được những trang trí của Bạc Liêu năm nay đón chào năm mới Giáp Thìn 2024 như thế nào nhé. Thì khoảng ngày 25 tháng chạp thì các trang trí sẽ lên đầm lọc lên đèn, bây giờ thì chưa có lên đèn. Tuy nhiên thì em muốn làm một clip chia sẻ trước cho quý cô chú anh chị và các bạn gần xa trước nha. Rồi bây giờ em xin chia sẻ với hình ảnh. Đây là hình ảnh của trung tâm văn hóa tỉnh, nơi thường diễn ra các sự kiện của tỉnh. Còn phía bên đây là biểu tượng ba dân tộc anh em sinh sống tại tỉnh Bạc Liêu. Đó là mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Còn phía bên đây là du lịch Bạc Liêu, điểm đến hấp dẫn, thân thiện, du khách với những cái biểu tượng như là cái đàn phim nè, khu lưu niệm đàn ca tài tử và chùa Chim Cán. Giờ hôm nay thì hoàng hôn rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Mặt trời đang lặn dần dần, rất là đẹp. Rồi, trước tiên thì em xin chia sẻ phía bên tay phải trước. Đây là trang trí dưa hấu, bánh tét, bánh chưng. Trường hợp năm nay thì nhà lễ Văn Thai sẽ rơi vào ngày mùng 5 Tết, nên sau khi ăn Tết Nguyên Đán xong thì chúng ta sẽ có dịp ăn luôn cái ngày lễ Valentine. Đây là vị trí đất sen và những người sao này. Chiều tối ở đây rất là nhộn nhịp nha quý cô chú chị và các bạn, có rất nhiều trên đội xe xích lô nè, xe đẩy, xe điện cho thuê ở khu vực này. Thì các bạn trẻ, các là phụ huynh có thể đưa các con em mình ra đây để vui chơi vui trí. Đây là biểu tượng chơi đàn chim nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu. Ở phía đằng kia thì có trang trí là những linh vật rồng. Xoay quanh mấy cái trụ nè, thì em xin chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem luôn. Bên đây là nhà hát Tổ Dân Lâu, biểu tượng ba nón lá của tỉnh Bạc Liêu, rất là nổi tiếng, chuyên tổ chức các sự kiện của tỉnh. Thank you.
Nữa mà khi mà lên đèn thì em tin chắc sẽ rất là lung linh luôn, rất là đẹp. Những chú rồng, những linh vật rồng, những ông rồng xung quanh những cái trụ cột như thế này. Hôm nay thì sân khấu đón chào năm Giáp Thìn sẽ diễn ra tại võ trường Hùng Vương nha, và màn bắn pháo bông chào đón năm mới cũng diễn ra phía sau cái đồng tiền này. Thì rất mong được